chọn niềm tin yêu một Chúa. 25 năm cùng nhau bước trong cuộc đời, cùng chung vất vả sớm chiều, cùng trao những lời mến xây gia đình, sẻ chia âu lo cuộc sống. 25 năm cùng chung sớt chia vui buồn, vượt qua bão giông đêm trường, gìn giữ gia đình ấm êm. Tạ ơn Thiên Chúa đã thương dân đưa cuộc
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, có thể nói hôm nay là một ngày trọng đại, một ngày vui mừng đối với các anh chị, anh Giuse Đi và chị Maria Hằng, anh Phêrô Hơn và chị Maria Mây, anh An Tôn Thắng và chị Maria Tho, trong ngày mà anh chị kỷ niệm 25 năm ngày cưới. Chúng ta quy tụ nhau nơi đây trước tiên để chung vui với các anh chị, và chúng ta cũng tiếp tục cầu nguyện để xin Chúa luôn luôn gìn giữ, chúc phúc và thánh hóa cho tình yêu hôn nhân gia đình của anh chị. Để những tâm tình đó được Chúa thương nhận lời, chúng ta hãy sốt sắng dâng thánh lễ. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Và bình an dưới lễ cho người hiền lành. Chúng con đã gửi Chúa. Chúng con cho cùng Chúa. Chúng con ở đây Chúa. Chúng con. Chúa vì vinh quang cao cả Chúa.
hiện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng bí tích hôn phối như sợi dây không gì cắt đứt nổi để liên kết anh Giuse đi và chị Maria Hằng, anh Phêrô Hơn và chị Maria Mây, anh An Tôn Thắng và chị Maria Tho. Nhờ đó trải qua bao vui buồn sướng khổ, họ vẫn một niềm khăng khít thuận hòa. Chúng con nài xin Chúa cho tình yêu của các anh chị càng thêm mặn nồng trong sáng, để họ được cùng nhau và cùng với con cái hoặc và cùng với con cháu hoan hỷ tiến bước trên con đường thánh thiện. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Bài trích sách Sáng Thế: Đức Chúa là Thiên Chúa phán, con người ở một mình thì không tốt. Ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó. Đức Chúa là Thiên Chúa, lấy đất lặn ra mọi dã thú, mọi chim trời, và dẫn đến với con người. Xem con người gọi chúng là gì, thế con người gọi mỗi sinh vật là gì, thì tên nó sẽ là thế. Con người đặt tên cho mọi súc vật, mọi chim trời và mọi dã thú, nhưng con người không tìm được cho mình một trợ tá tương xứng. Đức Chúa là Thiên Chúa cho một giấc ngủ mê ập xuống trên con người, và con người thiếp đi. Rồi Chúa rút một cái xương sườn của con người ra và lắp thịt thế vào. Đức Chúa là Thiên Chúa lấy cái xương sườn đã rút từ con người ra, làm thành một người đàn bà và dẫn đến với con người. Con người nói: Khen Thầy, đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi, làm sẽ được gọi là đàn bà vì đã được rút từ đàn ông ra. Bởi thế, người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương một thịt. Đó là lời Chúa. Trong buồn đời
Bạn ơi, công lao Tây Bạn dài lâu ra hoa đơm đuôm, mừng cho Sion hưng thịnh và vui con cháu lớn khôn tài hoa. Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, bổn phận của chúng ta không phải là chiều theo sở thích của mình. Mỗi người chúng ta hãy chiều theo sở thích kẻ khác vì lợi ích của họ và để xây dựng. Thật vậy, Đức Kitô đã không chiều theo sở thích của mình. Xin Thiên Chúa là nguồn kiên nhẫn và an ủi, làm cho anh em được đồng tâm nhất trí với nhau như Đức Kitô Giêsu đòi hỏi. Nhờ đó, anh em sẽ có thể hiệp ý đồng thanh mà tôn vinh Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Vậy, anh em hãy đón nhận nhau như Đức Kitô đã đón nhận anh em để làm rạng danh Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa là nguồn hy vọng ban cho anh em được chan chứa niềm vui và bình an nhờ đức tin, để quyền năng của Thánh Thần anh em được tràn trề hy vọng. Đó là lời Chúa. Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, một người thông luật trong nhóm Pha-ri-xêu hỏi Đức Giê-xu để thử Người rằng: Thưa Thầy, trong sách luật Mô-xê, điều răn nào là điều răn trọng nhất? Đức Giê-xu đáp: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả luật Mô-xê và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy. Đó là lời Chúa.
đoàn phục vụ. Khách riêng là anh Giuse Di và chị Maria Hằng, anh Phêrô Hơn và chị Maria Mây, anh An Tôn Thắng và chị Maria Tho rất thân mến. Trong bài tin mừng hôm nay chúng ta thấy, khi các tiến sĩ luật trong nhóm Pharisêu hỏi Đức Giêsu điều răn nào là điều răn trọng nhất trong lề luật, Đức Giêsu đưa ra câu trả lời gồm hai phần tưởng chừng khác nhau nhưng lại không thể tách rời và có chung một mẫu số, đó là lòng yêu mến. Yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn, đồng thời phải yêu thương người lân cận như chính bản thân mình. Đó là điều răn mà tất cả các sách luật cũng như các sách tiên tri đều quy hướng về. Và đây cũng là điều răn dành cho tất cả mọi người chúng ta. Nhưng nó còn dành cách đặc biệt cho những ai sống trong đời sống hôn nhân gia đình. Bởi lẽ khi một người nam và một người nữ nói lên sự ưng thuận kết ước trong đời sống vợ chồng trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh thì không ai là người lân cận hơn vợ chồng của mình. Không những thế, họ còn được kết hợp nên một với nhau trong mọi sự. Vì thế, khi yêu thương và tôn trọng người bạn đời là yêu thương và tôn trọng chính bản thân mình. Kính thưa cộng đoàn, chắc hẳn anh Giuse Di và chị Maria Hằng, anh Phêrô Hơn và chị Maria Mây, anh An Tôn Thắng và chị Maria Tho đã thực thi lời Chúa truyền dạy trong đời sống phu thê của các anh chị. Bởi vì có yêu mến Chúa thì các anh chị mới trung thành với Chúa trong đời sống đức tin. Có yêu mến Chúa, các anh chị mới giáo dục con cháu sống theo đường lối của Chúa và giáo huấn của Hội Thánh mỗi ngày. Có yêu thương nhau thì các anh chị mới trung thành với nhau trong đời sống vợ chồng. Có yêu thương nhau thì các anh chị mới kề vai sát cánh để gánh vác và chăm lo cho hạnh phúc gia đình. Và hôm nay, lòng mến Chúa, yêu thương nhau của các anh chị được thể hiện qua việc các anh chị cùng với con cháu và người thân, bạn hữu cùng toàn thể cộng đoàn đến ngôi thánh đường này để xin Thiên Chúa tiếp tục gìn giữ, chúc phúc và thánh hóa tình yêu mà các anh chị đã trao cho nhau cách đây 1/4 thế kỷ. 25 năm là quãng thời gian không dài, nhưng cũng không phải là quá ngắn để các anh chị có thể cảm nghiệm được những thăng trầm, những khó khăn thử thách, nhưng cũng không thiếu những niềm vui trong đời sống hôn nhân gia đình. Nhờ ơn Chúa, các anh chị đã cùng nhau tiến bước, cùng nhau vượt qua biết bao gian khó, cùng nhau cảm nếm biết bao ân tình của đời sống hôn nhân gia đình, của vợ, của chồng. Chính vì vậy, cuộc hôn nhân của các anh chị xứng đáng được sánh ví với chất liệu bạc quý giá trong sách nghi lễ hôn phối, gọi là lễ bạc hay là lễ ngân khánh hôn phối. Đây không chỉ là niềm vui của các anh chị mà còn là niềm vui cho toàn thể gia đình, con cháu, của bạn hữu xa gần, của bà con thân thuộc. Đồng thời, đây cũng là dịp để các anh chị ôn lại những kỷ niệm, những khoảnh khắc đáng nhớ trong tình yêu, con cháu sum vầy để chúc mừng hạnh phúc cha mẹ của mình. Cuộc hôn nhân mà các anh chị đã cùng nhau vun đắp trong suốt 25 năm qua chắc chắn sẽ được Thiên Chúa chúc phúc. Đồng thời, đây cũng là bằng chứng cho con cháu và mọi người về sự bền vững của hôn nhân mà Thiên Chúa đã kết hợp ngay từ thuở ban đầu của công trình tạo dựng giữa người nam và người nữ, mà Đức Giêsu đã truyền cho chúng ta sự gì Thiên Chúa đã kết hợp loài người không được phân ly. Trong thánh lễ mừng kỷ niệm 25 năm ngày cưới của anh Di và chị Hằng, anh Hơn và chị Mây, anh Thắng và chị Tho hôm nay, chúng ta cùng với các anh chị và con cháu dâng lên Chúa lời tạ ơn
Vì biết bao ơn lành hồn xác Chúa đã tuôn đổ xuống trên các anh chị và toàn thể gia đình trong suốt 25 năm qua. Đồng thời, chúng ta cũng cầu xin Thiên Chúa ban cho các anh chị luôn được mạnh khỏe, bình an và có được nhiều niềm vui bên con cháu trong những ngày tháng sắp tới. Xin cho tình phu thê, nghĩa vợ chồng của các anh chị luôn là tấm gương sáng để con cháu bắt chước noi theo mà sống trung thành với Chúa trong đời sống đức tin, trung thành với nhau trong đời sống gia đình và biết hướng đến mọi người trong tình mến Chúa yêu người. Chúng ta cũng cầu xin Thiên Chúa ban ơn bình an và chúc phúc cho tất cả các cặp vợ chồng trên thế giới, cách riêng là trong giáo xứ của chúng ta, vẫn đang nỗ lực từng ngày để cùng nhau vun đắp gia đình, cùng nhau tiến bước trong đời sống đức tin và cùng nhau trung tín trong đời sống vợ chồng. Cầu chúc những điều tốt đẹp nhất đến với ba đôi các anh chị mừng ngân khánh hôn phối hôm nay. Và chúng ta cũng cầu chúc cho mọi gia đình trong giáo xứ thành lập của chúng ta luôn được an vui đầm ấm, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc trong ơn nghĩa của Chúa mỗi ngày. Và chúng ta cũng thêm lời cầu nguyện để cho những nguyện ước của các anh chị cũng như là trong gia hôn nhân gia đình được Chúa đón nhận, và nhất là để anh chị mở lòng ra đón nhận những ân phúc, những ơn sủng mà Chúa sẽ trao ban cho các anh chị trong đời sống hôn nhân gia đình. Amen. Anh Giuse Di và chị Maria Hằng, anh Phêrô Hơn và chị Maria Mây, anh An Tôn Thắng và chị Maria Tho rất thân mến. Tưởng nhớ lại lễ cử hành năm xưa, trong đó qua bí tích hôn phối, các anh chị đã liên kết cuộc sống với nhau bằng mối dây không thể tháo gỡ. Giờ đây, trước mặt Chúa, các anh chị muốn lặp lại những lời hứa mà năm xưa các anh chị đã cam kết với nhau. Các anh chị hãy khẩn cầu Chúa ban ơn để những lời hứa này được bền vững. Maria To làm vợ. Lạy
Lạy Chúa, chúc tụng Chúa, vì nhờ ơn Chúa con đã đem thanh ăn nôn thắng đây làm chồng. Lạy Chúa, chúc tụng Chúa, với lòng nhân hậu Chúa đã hiện diện trong suốt cuộc sống của chúng con, vì tình quân cũng như lúc gian nan, chúng con lại xin Chúa phù trợ để chúng con luôn trung thành yêu thương nhau, hầu trở nên những nhân chứng của giao ước mà Chúa đã ký kết với loài người. Xin Chúa gìn giữ các anh chị mọi ngày trong suốt cuộc đời. Xin Ngài an ủi các anh chị lúc gian nan, phù giúp các anh chị khi thịnh vượng và cho nhà của các anh chị được tràn đầy phúc lành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, xin gia tăng thánh hóa tình yêu của các tôi tớ Chúa đây, để những người đã trao cho nhau những chiếc nhẫn này làm dấu chỉ lòng chung thủy cũng luôn được thăng tiến trong ân sủng của bí tích. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta là vừa thấy được các đôi anh chị lặp lại lời kết ước trong đời sống nhân gia đình. Chúng ta một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho anh chị năm 25 ngày cưới. Thế đây xin cộng đoàn cùng đến để chúng ta đọc lời nguyện xin Chúa chúc lành cho tình yêu của các anh chị. Anh chị em rất thân mến, Thiên Chúa vẫn luôn yêu thương, dõi mắt nhìn chúng ta trên hành trình dương thế. Trong ngày các anh chị kỷ niệm 25 năm ngày cưới hôm nay, chúng ta cùng cảm tạ và sốt sắng dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Hội Thánh là đại gia đình của những người tin Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các đấng bậc trong Hội Thánh và mỗi thành phần dân Chúa luôn hiệp nhất, yêu thương nhau và luôn thao thức cho gia đình Hội Thánh ngày càng thánh thiện và thêm số đông. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu ơn Chúa. Hồng ân tạ ơn huân phối hôm nay được kết dệt từ hy sinh gian khó của các gia đình suốt dọc dài 25 năm qua. Xin Chúa đón nhận và chúc lành cùng ban bình an hạnh phúc để các ông bà vẫn mãi hạnh phúc bên nhau và bên đoàn con cháu. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu ơn Chúa. Tệ nạn xã hội, cờ bạc, rượu chè, ma túy, mại dâm đã làm tan nát biết bao gia đình. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tổ chức nhà nước có những biện pháp giảm bớt các tệ nạn lan tràn làm ảnh hưởng tới đời sống và cá nhân và gia đình nhân loại. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu ơn Chúa. Cùng đồng hành với các gia đình chúng ta trong suốt 25 năm qua là các bậc
cha mẹ, thân nhân và ân nhân. Xin Chúa ban chúc lành cho những người còn sống và những người đã qua đời. Xin Chúa nâng đỡ những gia đình hoạn nạn rủi ro, được bền đỗ trong đức tin và chung thủy với nhau trọn đời. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu hôm Chúa. Lạy Chúa, hạnh phúc chúng con có hôm nay là nhờ Chúa nâng đỡ qua mọi biến cố thăng trầm. Chúng con xin dâng lên Chúa tất cả tâm tình yêu mến. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Oh.
con đến trong thánh Chúa mời con tuôn giảng mời. Anh chị em hãy cầu nguyện để thi lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận nghi lễ ở tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và yêu mến cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, chúng con dâng tiến lễ tạ ơn này để cầu cho anh Giuse đi và chị Maria Hằng, anh Phêrô Hơn và chị Maria May, anh An Tôn Thắng và chị Maria Tho. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận mà ban cho các anh chị được tràn đầy hoan lạc và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta, thật là chính đáng. Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, Cha đã lập giao ước mới với dân Cha, nhờ mầu nhiệm Đức Kitô chịu chết và sống lại, Cha cứu chuộc và cho họ tham dự vào thần tính để cùng với người họ thừa hưởng vinh quang trên trời. Cha dùng hôn nhân giữa hai người nam nữ để nói lên lòng yêu thương quảng đại của Đức Kitô. Nhờ đó, bí tích đang cử hành nhắc chúng ta nhớ tới chương trình kỳ diệu Cha muốn thực hiện vì yêu thương chúng con. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con ca ngợi Cha và không ngừng tung hô rằng: Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con đang diện Chúa chịu chết và tiên dương Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì
vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, xin Chúa nhớ đến anh Giuse Li và chị Maria Hằng, anh Phêrô Hơn và chị Maria Mây, anh Anton Thắng và chị Maria To, mà Chúa đã dẫn họ tới ngày thành hôn kỷ niệm 25 năm ngày cưới hôm nay. Xin Chúa ban muôn phúc lành và gìn giữ cho tình yêu của anh chị suốt cả cuộc đời. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha tòa hằng năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Lạy Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giảm nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện thành Cha cả sáng, lớp Cha chỉ đêm, đi Cha về hiểm rơi đàn cũng như trên. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trì muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Thank you.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa cử vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Thank you.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhân ngày lễ bạc hôn phối của anh Giuse Đi và chị Maria Hằng, anh Phêrô Hơn và chị Maria Mây, anh An Tôn Thắng và chị Maria Tho, Chúa đã cho các anh chị cùng với con cháu và bạn hữu đến dự tiệc gia đình Chúa đây. Xin ban ơn phù giúp cho các anh chị được ngày thêm vui tươi phấn khởi, ý hợp tâm đầu cho đến khi được vào dự tiệc vui trong nước Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Ở cùng cha. Xin Thiên Chúa là Cha hằng hữu gìn giữ các anh chị luôn hòa thuận yêu thương nhau. Xin Đức Kitô ban cho các anh chị được bình an và cho gia đình các anh chị hằng yên vui đầm ấm. Amen. Chúc các anh chị luôn được bạn hữu mến thương giúp đỡ và sống hòa hợp với hết mọi người. Amen. Chúc các anh chị trở thành những chứng nhân tình yêu của Thiên Chúa giữa thế gian, luôn rộng lòng đón tiếp những người khổ đau nghèo đói, để ngày sau chính họ sẽ đền ơn và mời đón các anh chị vào nhà Cha trên trời. Amen. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng,
là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Amen. Xin kính mời công đoàn ngồi, để dưới đây có một người con đại diện cho các cô anh chị hôm nay có những lời tạ ơn Chúa và tri ân mọi người. Dạ vâng, con là Maria Nguyễn Thị Hà. Con xin được trước tiên thì con xin được gửi tới quý cha Phêrô, quý cha khách, quý cùng toàn thể, quý cộng đoàn lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Con xin được thay mặt cho ba đôi bố mẹ và các gia đình được gửi lời cảm ơn sau lễ ngân khánh hôn phối. Kính thưa cha Phêrô, kính thưa quý cha, quý hội đồng mục vụ giáo xứ cùng toàn thể quý cộng đoàn. Ngày hôm nay là một ngày vui mừng và trọng đại của ba gia đình chúng con. Ngày mà ba đôi bố mẹ chúng con kỷ niệm 25 năm chung sống đời vợ chồng. Đây cũng là dịp để bố mẹ và gia đình chúng con tạ ơn Chúa và tri ân nhau. Tạ ơn Chúa vì biết bao ơn lành Ngài đã thương ban. Tạ ơn Chúa, Ngài đã chúc phúc cho tình yêu của bố mẹ và gìn giữ gia đình chúng con trong suốt 25 năm qua. Kính thưa bố mẹ, 25 năm qua, bố mẹ đã cùng nhau chung sống, cùng nhau xây dựng mái ấm gia đình. Bên cạnh những niềm vui và không ít những kỷ niệm tươi đẹp, chúng con cũng cảm nhận được những sóng gió, những vất vả, cực nhọc mà bố mẹ đã cùng nhau vượt qua. Chính những hy sinh vất vả đan xen với niềm vui nỗi buồn ấy làm cho bố mẹ thêm hiểu nhau hơn, yêu nhau hơn và thương nhau nhiều hơn. Chúng con cảm ơn bố mẹ đã sinh thành, dưỡng dục và chăm lo cho chúng con được khôn lớn trưởng thành, được sống trong bầu không khí hạnh phúc gia đình. Ơn cha bóng núi âm thầm, nghĩa mẹ lặng lẽ nước sông đầu nguồn, một đời dãi lắng dầm sương nuôi con khôn lớn tình thương dạt dào. Nguyện xin Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria và Thánh cả Giuse ban cho bố mẹ chúng con luôn mạnh khỏe và vui sống trong bình an. Chúng con xin hứa sẽ sống tốt mỗi ngày để không phụ lòng bố mẹ. Chắc chắn đời sống gắn bó yêu thương mà bố mẹ đã dành cho nhau trong suốt 25 năm qua sẽ là tấm gương sáng cho chúng con bắt chước noi theo. Để tỏ lòng yêu mến, biết ơn, chúng con xin gói chọn tâm tình và lời muốn nói qua những bông hoa nhỏ bé dành tặng cho bố mẹ. Xin bố mẹ đón nhận tấm lòng của chúng con. Xin các anh chị đứng lên trên này để cho con cháu lên tặng hoa các anh chị. Chúc mừng, xin chúc mừng, chúc mừng và xin chúc mừng. Chúc mừng một ngày thật vui, chúc mừng ngày lễ tuyệt vời. Chúa ban tràn đầy hồng phúc, xin chúc mừng và xin chúc mừng. Chúng ta được một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng các anh chị. Một lần nữa xin được các anh chị đứng lại ạ. Xin được chúc mừng các anh ba đôi anh chị nhân ngày rất là trọng đại, ngày đặc biệt này. Chắc chắn là như chia sẻ với cả cộng đoàn, hôm nay không chỉ ngày vui của các anh chị 25 ngày cưới đâu, mà là ngày vui của con cháu, của gia đình và của cộng đoàn. Trong cái tâm tình vui mừng đó, cùng với những cái lời chúc tốt đẹp nhất, thì tôi cũng xin được gửi tới các anh chị một bức tranh thánh gia để làm kỷ niệm nhân ngày các anh chị cử hành 25 năm ngày cưới.
Phải không bà, đứng dịch lên chứ, dịch lên dành chút. Đấy. Chỉnh đi nha. Xin mời công đoàn đứng để chúng ta kết thúc, sau đó chúng ta sẽ chụp ảnh hay là có những lời chúc mừng. À, xin còn nốt phải không ạ? Dạ vâng, con vẫn còn đôi lời muốn nói tiếp ạ. Kính thưa quý cha, quý khách cùng toàn thể quý cộng đoàn, thay mặt cho ba đôi bố mẹ và ba gia đình, chúng con xin hết lòng cảm ơn cha phó Phêrô đã cho phép chúng con mừng kỷ niệm 25 năm ngày cưới. Chúng con xin cảm ơn quý cha, quý khách, cô dì chú bác cùng toàn thể cộng đoàn đã về hiệp dâng thánh lễ, cầu nguyện và chung chia niềm vui với gia đình chúng con. Gia đình chúng con cũng không quên cảm ơn quý ban hội đồng mục vụ giáo xứ, ban ca đoàn, ban kèn đồng, ban âm thanh ánh sáng. Xin Chúa ban cho quý cha, quý khách cùng toàn thể cộng đoàn được tràn đầy sức khỏe và bình an. Sau thánh lễ, gia đình chúng con xin kính mời quý cha, quý khách cùng dự tiệc chung vui với gia đình chúng con. Chúng con xin hết lòng cảm tạ. Không biết là tôi ở đây được bao lâu nữa, là hy vọng là năm nay là bạc rồi, mà nếu có cơ hội thì sẽ dâng thánh lễ cho anh kia, anh chị lễ cưới vàng 50 năm. Một tràng pháo tay lớn nữa cho tay chị ạ. Xin mời công đoàn đứng và kết thúc thánh lễ. Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. Nương tay vóng đón lời ru hời,
Chúa đã vui trong phận người, Ngài vui trong thân phận chúng con. Ngài xem muôn hoa thắm vườn nhà, Ngài nghe tiếng hát mẹ cha. Ngài 30 năm thấy thuận hòa và thấy nghĩa tình thiết tha. Nguyện xin Giêsu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giêsu đến trong nhà cho đời hòa tiếng ca. Tình yêu xin muôn thuở đẹp lung linh, trăm năm mãi có ta có mình. Dắt dìu nhau trên đường tình, dìu nhau trên con đường mến yêu. Dù khi an vui lúc ngậm ngùi, tình luôn son sắt đẹp tươi. Niềm tin linh thiêng giữa dòng đời là gió giúp thuyền lướt trôi. Nguyện xin Giêsu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giêsu đến trong nhà cho đời hòa tiếng ca. Lớn để chào đón các cặp đôi anh chị Văn Hơn, Thu Mây, anh chị Xuân Đi, Thu Hằng, anh chị Quang Thắng, Hồng Tho sẽ cùng chính thức trở về trung tâm sân khấu để cùng ra mắt tới diện diện đồng hành yêu thương của toàn thể các quý vị chúng ta. Xin quý vị một tràng vỗ tay lớn hơn nữa và nồng nhiệt hơn nữa để chúc mừng cho các cặp đôi của chúng ta ngày hôm nay ạ, được không ạ? Và xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Và thưa quý vị thân mến, và trong tâm tình tuyệt vời ngày hôm nay, trong ân trên mà Thiên Chúa đã ban tràn đầy cho các cặp đôi anh chị của chúng ta, và để đi được chặng đường cùng nhau 25 năm đồng hành, 25 năm yêu thương, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, cùng nhau xây dựng một mái ấm gia đình hạnh phúc. Và từ năm 1998 đến năm 2023, đến thời gian này đã là 25 năm hai anh chị chúng ta gắn bó cùng với nhau. Và có lẽ rằng khoảng thời gian 25 năm là một quãng thời gian mà không phải tất cả, không phải rất nhiều các cặp đôi chúng ta có được. Và để có được điều đó thì là cả một quá trình cố gắng rất nhiều, cả một quá trình chúng ta yêu thương, chúng ta hiểu, chúng ta thấu hiểu cho nhau, chúng ta cảm thấy những điều gì đó có thể là chưa hợp, có thể là chưa đồng điệu trong suy nghĩ, trong hành động. Nhưng bỏ qua tất cả những điều đó, các anh chị đã cùng nhau yêu thương, cùng nhau tạo dựng một mái ấm gia đình hạnh phúc. Và trong hồng ân Thiên Chúa đổ tràn đầy trên gia đình các anh chị ngày hôm nay và trong giây phút này, tất cả các anh chị chúng ta cùng có mặt trong một chương trình lễ kỷ niệm vô cùng ý nghĩa, để chúng ta cùng nhìn lại chặng đường 25 năm cùng nhau gắn bó, cùng nhau chia sẻ, cùng nhau yêu thương. Và để có được nhiều hơn nữa những khoảng thời gian chúng ta cùng hạnh phúc bên nhau, để có một những mái ấm gia đình trọn vẹn và sống theo đúng với đức tin của Kitô giáo, sống đúng với những gì mà gia đình Thánh Giao mong muốn rằng các anh chị chúng ta sẽ cùng đạt được, cùng nhau cố gắng và cùng nhau yêu thương nhau hơn nữa trong những quãng thời gian tiếp theo anh chị cùng đồng hành với nhau. Và thưa quý vị thân mến, và trong chương trình ngày hôm nay thì ba cặp đôi cô dâu chú rể của chúng tôi được đón nhận những tình cảm yêu thương của toàn thể các quý vị với một thánh lễ được tổ chức rất long trọng tại thánh đường. Và lúc này tất cả quý vị chúng ta đã đang hiện diện và đồng hành với ba cặp đôi cô dâu chú rể của chúng tôi với những lãng hoa tươi thắm, với những lời chúc mừng vô cùng tuyệt vời, để cùng chúc cho anh chị của chúng ta sẽ cùng nhau đồng tâm nhất trí, cùng nhau yêu thương, cùng nhau gắn bó và chia sẻ. Và chúng ta không chúc rằng các cặp đôi sẽ sống với nhau tới đầu bạc răng long, và đầu thì có lẽ rằng cũng đã bạc rồi, nhưng chúng ta sẽ cùng chúc cho họ mãi mãi bên nhau và hạnh phúc đến khi nào mà
tất cả những cái gì mà chúng ta, tất cả các anh chị chúng ta xây dựng cùng nhau, gắn bó với nhau mà Chúa gọi về thì các anh chị chúng ta sẽ xa nhau. Và trong khoảng thời gian đó thì hạnh phúc đó, hạnh phúc của anh chị chúng ta sẽ luôn là tấm gương sáng để các con, các cháu học tập và noi theo. Và chúng tôi cũng mong muốn rằng ạ, 5 năm, 10 năm nữa chúng tôi lại có mặt nơi đây và tất cả chúng ta sẽ cùng quây quần, cùng hội tụ nhau để cùng chúc mừng cho 30 năm, 35 năm, 50 năm và thậm chí là 100 năm các anh chị gắn bó cùng nhau và yêu thương nhau hơn nữa. Quý vị đồng ý không ạ? Vâng ạ, xin quý vị dành một tràng pháo tay để chúc mừng. Và thưa quý vị thân mến, có lẽ là tất cả những tình cảm yêu thương mà quý vị dành cho ba cặp đôi cô dâu chú rể của chúng tôi ngay giờ phút này sẽ được gói gọn với những lãng hoa tươi thắm với những lời chúc mừng tốt đẹp nhất dành tặng cho các anh các chị. Và ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu lãng hoa tươi thắm đến từ anh Dãnh Hiền sẽ cùng trở về trung tâm sân khấu ngày hôm nay để trao tặng những lãng hoa chúc mừng để dành tặng cho ngày kỷ niệm 25 năm ngày cưới của ba cặp đôi cô dâu chú rể của chúng tôi ạ. Vâng ạ, xin được trân trọng kính mời. Và quý vị thân mến, mời anh chào hôm nay đồng nghiệp và hân hoan tân nước và toàn thể các quý vị để chào đón những tình cảm yêu thương, những tình cảm đồng thắm nhất. Và tất cả quý vị chúng ta đã cùng dành thời gian, đã cùng trở về trong một không khí vô cùng tưng bừng rộn rã và tuyệt vời ngày hôm nay để chúng ta cùng chúc mừng cho một chương trình lễ kỷ niệm đầy ý nghĩa và tràn đầy hạnh phúc của các anh các chị ạ. Và Kinh Thánh thì cũng đã từng nói câu rằng ạ, sự gì mà Thiên Chúa đã kết hợp thì loài người chúng ta không được phân ly. Và chúng tôi cũng mong muốn rằng ạ, với tất cả những tình cảm yêu thương đó, với tất cả những hồng ân đổ tràn trên các cặp đôi anh chị, chúng ta sẽ luôn luôn sống để xứng đáng là người Kitô giáo, để được nhận thêm được nhiều nhiều hồng ân hơn nữa, và để gia đình của chúng ta sẽ luôn hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười và tràn ngập tình yêu thương. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn anh chị. Và đã qua tình cảm tiếp theo, xin được trân trọng kính mời câu lạc bộ cầu lông thôn Thành Lập sẽ cùng trở về trung tâm sân khấu để gửi tặng cho các cặp đôi ngày hôm nay với những lãng hoa chúc mừng trong một sự kiện vô cùng tuyệt vời. Xin được trân trọng kính mời ạ. Chúng tôi rất mong muốn rằng là các đơn vị, các tổ chức cá nhân chúng ta có những lãng hoa tươi thắm để chúc mừng cho sự kiện ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng chuẩn bị trở về trung tâm sân khấu và khi ban tổ chức chúng tôi giới thiệu đến tên cá nhân đơn vị nào thì xin mời các anh các chị chúng ta sẽ cùng trở lên sân khấu để gửi tặng những lãng hoa chúc mừng cho anh các chị của chúng tôi. Xin được trân trọng kính mời. Và có lẽ rằng là với tất cả những lãng hoa chúc mừng ngày hôm nay, các anh chị chúng ta đã ghi tên mình trên tấm bảng chúc mừng hạnh phúc. Và với điều kiện thời gian cũng có hạn thì ban tổ chức chúng tôi cũng xin được tạm thời gác lại chương trình lễ tặng hoa ngày hôm nay và cũng xin được thay mặt cho ba cặp đôi cảm ơn với những tình cảm yêu thương của tất cả các anh các chị đã cùng đồng hành, đã cùng hiện diện, đã cùng trở về ngày hôm nay để cùng chúc mừng cho lễ kỷ niệm 25 năm ngày cưới của ba cặp đôi chúng ta. Một lần nữa trân trọng cảm ơn toàn thể các quý vị và kính chúc cho quý vị chúng ta cùng với gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng, tràn đầy hồng ân Thiên Chúa và đón một mùa Giáng sinh an lành, một năm mới nhiều bình an và hạnh phúc. Xin một tràng pháo tay của quý vị để cảm ơn. Trở về cùng đồng hành với chia sẻ những yêu thương cùng với ba cặp đôi ngày hôm nay, ban tổ chức chúng con cũng xin được trân trọng kính chào sự hiện diện cũng như chào đón sự hiện diện của các quý cha đã cùng trở về dành thời gian để cùng tổ chức cho ba đôi cặp đôi ngày hôm nay một lễ cưới vô cùng trang trọng và đã cùng trở về hiện diện trong bữa tiệc ngày hôm nay. Và chúng con dành một tràng pháo tay nồng nhiệt để chào đón sự hiện diện của cha Phong, của cha Phêrô Trần Duy Hương. Xin quý vị dành một tràng pháo tay để chào đón trai. Vâng ạ, chúng con xin được trân trọng chào đón sự hiện diện của cha Bonifacio Nguyễn Hùng Phi. Xin quý vị dành một tràng pháo tay để chào đón sự hiện diện của cha. Mời chúng con xin được trân trọng chào đón sự hiện diện của cha Bernardino Đinh Văn Thái. Một tràng pháo tay lớn của quý vị chúng ta để chào mừng. Vâng, chúng con trân trọng chào đón sự hiện diện của cha Bảo Tịnh Nguyễn Văn Tuấn. Và chúng con xin được trân trọng chào đón sự hiện diện của cha Giuse Nguyễn Văn Trung. Và chúng con trân trọng chào đón sự hiện diện của cha xứ Giuse Mai Văn Thùy. Xin quý vị dành một tràng pháo tay để chào đón các quý cha của chúng ta. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Và thưa quý vị, và đồng hành bên cạnh đó còn có sự hiện diện của các quý thầy, quý ban mục vụ giáo xứ cũng như tất cả những người thân yêu, những người bạn, những người thân trong đại gia đình của ba cặp đôi ngày hôm nay đã cùng trở về và đã cùng dành những thời gian, dành những sự yêu thương để cùng chúc mừng cho lễ kỷ niệm 25 năm ngày cưới của các anh chị của chúng ta. Một tràng pháo tay thật lớn để chào đón quý vị và để cảm ơn tình cảm của quý vị ngày hôm nay.
Vâng, kính thưa quý vị thân mến, và tiếp theo chương trình chúng con xin được trân trọng giới thiệu và kính mời cha du xe Mai Văn Thùy sẽ cùng trở lên sân khấu, sẽ có đôi lời tri ân và đặc biệt cha sẽ cùng chính thức khai tiệc để chúng ta bước vào chương trình đại tiệc chúc mừng cho lễ kỷ niệm 25 năm ngày cưới của ba cặp đôi ngày hôm nay. Chúng con xin được trân trọng chào đón cha bằng một tràng vỗ tay lương nghiêm của toàn thể quý vị. Trước hết là con xin được kính chào quý cha, quý thầy cùng với hội đồng mục vụ của các giáo xứ giáo họ và các quý khách. Kính thưa công đoàn đang hiện diện ở trong khán trường của chúng ta ngày hôm nay. Đứng ở trên sân khấu thì có ba đôi kỷ niệm và 25 năm của đại diện cho giáo xứ thành lập. Tuy nhiên thì chúng ta cũng hướng về một cái ngày lễ thánh gia ngày 30 tháng 12 năm 2023 tới đây. Tổng giáo phận Hà Nội chúng ta sẽ mừng kỷ niệm cho tất cả những Lân Khánh, Kim Khánh, Ngọc Khánh của các đôi hôn nhân trong Tổng giáo phận Hà Nội. Mặc dù là cái thời gian và cái không gian để tổ chức thì nó có hạn, nên là mỗi một giáo xứ sẽ đại diện những các cặp đôi gia đình hiện diện ở trong khu vực của giáo xứ sở kia để tổ chức. Và ngày hôm đó ban tổ chức đang dự kiến có khoảng chừng 2.000 cặp đôi sẽ về với giáo xứ sở kia để tổ chức cái kỷ niệm của mình, đại diện cho giáo xứ, giáo họ. Hôm nay hiện diện ở trên khánh trường của chúng ta có ba đôi nhân thôi, mà chúng ta đã cảm thấy một cái không khí nó rất là ấm cúng và nồng nhiệt như thế này. Ở trong cái lời giới thiệu của chị MC thì nói với chúng ta rằng chúng ta mong ước cho các cặp đôi trong đời sống hôn nhân gia đình sống đầu bạc thăng long. Tuy nhiên thì chúng ta cũng nhớ một điều rằng đối với người công giáo chúng ta thì khi tiến tới đời sống hôn nhân chúng ta có hai cái đặc tính mà chúng ta phải cố gắng giữ: đơn hôn và vĩnh hôn. Vĩnh hôn là vĩnh viễn cho đến chết. Chúng ta chúc với nhau là trong đời đầu bạc trăm năm, nhưng mà chỉ có cái chết mới có thể cắt kìa được cái tình yêu hôn nhân của đôi anh chị. Hôm nay chúng tôi cùng với quý cha và quý thầy và tất cả các vị khách quý đang ở khách trường của chúng ta ngày hôm nay chúc mừng cho ba cặp đôi chúng ta đã đi với nhau được 25 năm để một cái chặng đường có thể nói là rất là can đảm và bền, nhiều những cái ân lành, nhiều những cái có thể nói là đắng cay ngọt bùi mà chúng ta đã trải qua. Xin Chúa chúc lành cho các anh chị và chắc chắn rằng chúng ta cũng đã trở nên những người ông, người bà, những người cha, người mẹ mẫu mực với gia đình. Xin Chúa chúc lành cho các anh chị và chúng ta tiếp tục làm chứng cho Chúa trong đời sống đức tin cũng như trong bổn phận, trong cái trách nhiệm làm cha làm mẹ của mình nơi gia đình. Và con xin được chia sẻ cùng với ba cặp đôi gia đình như thế. Và giờ đây con xin phép các đấng các bậc để cùng với nhau chúng ta xin Chúa thánh hóa của ăn của chúng ta ngày hôm nay. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Để chúng con trả trước cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Xin cầu là chúng ta nổ một trò hỏi đây để chúng ta chúc mừng đại tiệc. Vâng, là chúng con xin được trân trọng cảm ơn những chia sẻ, những lời can dặn của cha xứ đã cùng đồng hành với ba cặp đôi trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, là thưa quý vị thân mến, có lẽ rằng khoảnh khắc này đây, tất cả những sự yêu thương và không khí vô cùng ấm áp đang hiện diện trong bữa tiệc. Và lúc này chúng tôi cũng mong muốn rằng ạ, một phần lễ tân sẽ giúp cho ban tổ chức di chuyển những chiếc cốc nhỏ nhỏ xinh xinh trở về trung tâm sân khấu để ba cặp đôi anh chị ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với quý vị chúng ta khai tiệc chúc mừng cho lễ kỷ niệm 25 năm ngày cưới, được không ạ? Vâng ạ, và lúc này ban tổ chức cũng mong muốn rằng là tất cả quý vị phía bên dưới chúng ta có thể cởi thân đứng dậy một chút để tạo ra một không khí vô cùng tuyệt vời cho chương trình ngày hôm nay để cùng đồng hành với các anh chị của chúng ta. Cảm ơn tới hiện diện sự đồng hành và yêu thương của toàn thể các quý vị ạ. Xin được mời ạ, một phần lễ tân giúp cho ban tổ chức chúng tôi những chiếc chén xinh xinh như đây ạ, để các anh chị chúng ta sẽ cùng với quý vị chúng ta dỗ vơi những tiếng xô chúng ta bước chính thức bắt đầu chương trình hai tiền, được không thưa quý vị ạ? Vâng ạ, xin mời quý vị ạ có thể cởi thân đứng dậy khoảng 5 giây thôi ạ. Một không khí vô cùng tuyệt vời chúng ta đang sắp diễn ra đây rồi ạ. Vâng ạ, xin được mời khu vực bên dưới chúng ta sẽ di chuyển giúp cho ban tổ chức chúng tôi những chiếc ly nhỏ nhỏ xinh xinh phía bên trên sân khấu ạ, để ba chú rể ngày hôm nay sẽ cùng với quý vị nâng ly chúc mừng cho lễ kỷ niệm 25 năm ngày cưới, được không ạ? Vâng ạ, thưa quý vị thân mến, khoảnh khắc này ngay giờ phút này chúng ta sẽ cùng bắt đầu hòa vang những tiếng rơi yêu thương đi ạ. 1, 2, 3, 1, 2, 3.
tuyệt vời đã được diễn ra ngay trong khán trường ngày hôm nay với sự đồng hành, sự yêu thương của toàn thể các quý vị. Và có lẽ sau ngay giờ phút này, chúng tôi cũng xin được mời quý vị chúng ta cùng sẽ tiếp tục rót rượu, giao rượu, giao bia, giữa nước ngọt, giao ly. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục bước vào chương trình đại tiệc để mừng cho chương trình lễ kỷ niệm 25 năm ngày cưới của ba cặp đôi anh chị. Và lúc này cũng xin được mời ba cặp đôi cô chú rể sẽ cùng tiến trở về với khu vực thắp bánh tình yêu để chúng ta sẽ cùng sống lại những khoảnh khắc yêu thương. Chúng ta sẽ cùng hồi tưởng lại cái khoảng thời gian mà chúng ta đã cùng nhau gắn bó, cùng nhau đồng hành trong suốt 25 năm. Đúng không ạ? Khoảng thời gian 25 năm là một khoảng thời gian không phải là ngắn, và cũng không phải là tất cả mọi cặp đôi chúng ta đều để có được cái khoảng thời gian tuyệt vời này. Đúng không? Và bây giờ thì có lẽ rằng với tất cả những tình cảm mà quý vị cùng đồng hành với ba cặp đôi anh chị, chúng tôi mong muốn rằng ban tổ chức sẽ giúp cho các anh chị chúng ta di chuyển thắp bàn bánh cưới sang bên giữa trung tâm đi ạ. Kính thưa quý vị, và chiếc bánh tượng trưng cho những sự ngọt ngào nhất, những sự yêu thương nhất. Và lúc này thì với nghi lễ cắt bánh, ba cặp đôi anh chị chúng ta đang chuẩn bị tiến hành trước sự diệt sự có mặt của toàn thể các quý vị. Đó cũng chính là những sự ngọt ngào, sự yêu thương, những gia vị của tình yêu. Và chúng tôi cũng xin được chúc cho các cặp đôi anh chị của chúng ta sẽ mãi mãi yêu thương nhau đến khi mà cái chết chia lìa chúng ta, thì tình yêu đó, hạnh phúc đó sẽ gửi sang anh chị. Và cũng mong muốn rằng anh chị chúng ta sẽ luôn luôn là những tấm gương sáng để sống đúng với đức tin của người Kitô giáo, để sống mẫu mực cho con các cháu của chúng ta sẽ cùng nhau nhìn vào đó để cùng nhau xây dựng mái ấm gia đình hạnh phúc của mình. Và chúc cho anh các chị chúng ta sẽ có nhiều hơn nữa 25 năm, 50 năm, 75 năm và 100 năm chúng ta sẽ có mặt nơi đây để cùng với anh các chị chúc mừng cho sự kiện quan trọng này. Các bạn xin được mời cùng giúp chúng tôi chiếc dao lên đây ạ. Vâng ạ, thì lúc này ba cặp đôi thanh các chị chúng ta sẽ lần lượt cắt chiếc bánh này đi ạ. Xin mời anh Thắng sẽ đại diện châm nến trước ạ. Thưa quý vị, khoảnh khắc này chúng ta mong muốn rằng quý vị có thể tạm thời dừng chuyên môn một chút và cùng hướng những ánh mắt nhìn yêu thương của mình trở về với trung tâm sân khấu và dành một trong bốn tay lớn hơn nữa để chúc mừng được không ạ? Rất tuyệt vời ạ. Và vào lúc này xin được mời ba cặp đôi chúng ta sẽ cùng lần lượt tay trong tay cùng nhau cắt từng bánh yêu thương. Vâng ạ, cặp đôi thứ nhất ạ. Rất tuyệt vời, và xin mời các anh chị chúng ta sẽ cùng tiếp tục đi ạ. Vâng ạ, thưa quý vị, chiếc bánh tượng trưng cho sự yêu thương, sự ngọt ngào, những gia vị vô cùng tuyệt vời của tình yêu mà cuộc sống của chúng ta mang lại. Và khoảnh khắc này, khoảnh khắc các anh chị đã cùng nhau tay trong tay để cùng nhau chia sẻ những ngọt bùi yêu thương và hạnh phúc. Vâng ạ, quý vị thân mến, với những tràng vỗ tay lớn tức là toàn thể của quý vị chúng ta sẽ cùng tăng thêm một bầu không khí vô cùng tuyệt vời và ấm áp trong ngày hôm nay ạ. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Và thưa quý vị, và trong tâm tình cảm ơn với những sự đồng hành, sự hiện diện yêu thương của quý cha, quý thầy, các mục vụ giáo xứ cũng như quý khách gần xa đã cùng tạo điều kiện cho anh các chị chúng ta có được một chương trình vô cùng ý nghĩa và thành công như thế này. Chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời ạ. Anh Quang Thắng sẽ đại diện cho ba cặp đôi ngày hôm nay tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm ngày cưới sẽ có những lời phát biểu, những lời cảm ơn trân trọng được gửi tới toàn thể các quý vị. Xin được mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe. Lời đầu tiên cho con được thứ nhất là tạ ơn Chúa, cảm ơn các quý cha cùng quý cộng đồng trong giáo xứ Thành Lập, cũng không quên cảm ơn tất cả các cụ công, các bà cùng toàn thể bạn bè quan khách của ba gia đình chúng con, cũng không quá nên ơn ban âm thanh ánh sáng. Xin cảm ơn đoàn kèn cũng đã rất là nhiệt tình cùng dâng những lời ca về Thiên Chúa để tiếp tục qua đôi chúng con. Và một lần nữa con xin tạ ơn Chúa, cảm ơn cha, và xin cha, quý cộng đồng cùng tất cả quan khách cầu nguyện cho ba gia đình chúng con. Dạ, con xin cảm ơn. Vâng ạ, xin chào rất là tuyệt vời với những lời cảm ơn ngắn gọn và xúc tích của anh Thắng đã đại diện cho ba cặp đôi ngày hôm nay. Cảm ơn tới sự hiện diện sự đồng hành của quý cha, quý thầy, quý ban mục vụ giáo xứ Thành Lập đã cùng trở về đây cùng đồng hành với ba gia đình. Và đặc biệt cảm ơn những người thân, những người bạn, những người quý khách gần xa đã cùng trở về và cùng đồng hành với các anh chị. Và lúc này để cảm ơn tình cảm đó thì xin được mời các anh các chị chúng ta sẽ cùng di chuyển đến khu vực bên dưới để cùng với các quý vị chúng ta nâng ly cạn chén cảm ơn tới sự đồng hành yêu thương của toàn thể các quý vị. Và chúng tôi cũng mong muốn rằng với sự diện sự đồng hành của các quý vị chúng ta ngày hôm nay, và đặc biệt là
những tình cảm yêu thương của quý vị dành cho ba gia đình các anh chị sẽ là những niềm động lực to lớn, là những món quà tinh thần vô cùng tuyệt vời để các anh các chị chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục cố gắng để xây dựng mái ấm gia đình hạnh phúc và tuyệt vời hơn nữa, tràn ngập những tiếng cười, tràn ngập tình yêu và niềm tin Kitô giáo. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn. Và xin mời các chị chúng ta sẽ cùng di chuyển đến biên giới để cùng với các quý vị quý khách chúng ta nhập tiệc. Cảm ơn tới sự đồng hành giữa tôi và toàn thể quý vị. Đại diện các cha cũng như toàn đoàn tiếp nối ý tưởng của ca sứ cũng như cha tử tế trong thánh lễ hôm nay, tổ chức cho ba đôi anh chị đại diện ngày hôm nay mừng kỷ niệm ngày cuối luôn được đã mãi ở bên nhau trong tình yêu Chúa, xây dựng đời sống gia đình với các con ngoan hiền hiếu thảo, nên luôn là niềm tự hào của giáo xứ để bên nhau đến đây tổ chức để xin Chúa luôn luôn cùng nhau. Kính thưa quý cha cùng với cộng đoàn, niềm vui trong cuộc sống thì rất là nhiều. Điều quan trọng nhất là chúng ta có biết khám phá ra không. Đôi khi Chúa cho chúng ta rất là nhiều những cơ hội. Hôm nay khi mà cùng với ba gia đình tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm, con cũng nói với các anh các chị rằng việc này nên làm, bởi vì chúng ta không phải là chỉ làm cho mình mà chúng ta còn làm cho nhiều người khác nữa. Con cũng mong rằng là sau khi mà chúng ta được tham dự cái bữa tiệc ngày hôm nay của ba cặp đôi anh chị thì chúng ta sẽ có được những cơ hội khác. Chúng ta kỷ niệm không phải chỉ là 25 năm, chúng ta có thể kỷ niệm 50 năm, 60 năm, 70 năm hôn phối. Thế rồi trong đời sống gia đình của các anh các chị cũng thế, chúng ta có thể nói với nhau là chúng ta cưới lại nhau mỗi ngày. Kính thưa cộng đoàn, các đấng giáo phụ, đặc biệt là bệnh Teresa Calcutta thì căn dặn các linh mục như thế này: mỗi ngày hãy coi như mình đang dâng thánh lễ đầu tiên và cũng là dâng thánh lễ cuối cùng, thì mọi thánh lễ sẽ được trở nên rất xuất sắc. Và Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II thì ngài cũng căn dặn các bậc gia đình với chúng ta rằng hãy cưới lại nhau mỗi buổi ngày, mỗi buổi sáng, và hãy tạ ơn nhau, tạ ơn Thiên Chúa mỗi ngày. Đó là những điều mà chúng ta thấy các thánh, các đấng, các bậc đã có những lời căn dặn cho chúng ta trong đời sống hôn nhân gia đình, cũng như trong mọi cấp bậc, trong mọi cái vị trí, trong cái đời sống nhân vọng của mỗi người. Và hôm nay trong cái niềm vui của ba cặp đôi gia đình, con cũng xin được gửi tới cộng đoàn, đặc biệt có sự hiện diện của quý cha quý thầy, một bài hát để chúc mừng với cái nhan đề của bài hát là Hoa Nở Miền Cana, và xin được cộng đoàn cùng đón nhận là bài hát. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vui trong thân phận chúng con. Ngài xem muôn hoa thắm vườn nhà, Ngài nghe tiếng hát mẹ cha, Ngài 30 năm sống quận hoài và thấy tình tiếng hoa. Nguyện Thiên Giê-xu thương mến cho thiên tình mãi nở hoa. Nguyện Thiên Giê-xu đến trong nhà cho đời hòa tiếng ca. Cảm ơn ông Chánh, cảm ơn Chánh rất là nhiều. Ông Chánh năm nay được bao nhiêu năm rồi? 53 năm. Năm mấy năm rồi? 33 năm. 33 năm rồi. Mong rằng ông Chánh được 35 năm rồi tổ chức cho bà Chánh có được niềm vui như ngày hôm nay. Ông Chánh giáo xứ. Tình yêu xin muôn thuở đẹp lung linh, trăm năm mãi có ta có người, dắt dìu nhau trên đường tình, dìu nhau trên con đường mến yêu. Dù khi an vui lúc ngậm ngùi, tình luôn son sắc đẹp tươi. Niềm tin linh thiêng giữa lòng đau là do dung thuyền nước trôi. Nhìn Giê-xu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giê-xu đến trong nhà cho đời hòa tiếng ca. Ngày xưa khi mây nở trời Ca Na, đôi chim trắng vút bay giữa trời, Chúa nhìn theo mỗi nụ cười, Ngài vui trong theo từng lứa đôi. Nguyện xin Giê-xu nối dòng đời, dìu đưa trăm nỗi ngàn nơi. Ngài đưa tay bước tuyệt vời về đến cõi trời thắng người. Nguyện xin Giê-xu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giê-xu đến trong nhà cho đời hòa tiếng ca. Nguyện xin Giê-xu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giê-xu đến trong nhà cho đời hòa tiếng ca. Kính thưa kính chào cùng với công đoàn, lời bài hát, lời thánh ca đã diễn tả tất cả những tâm tình mà chúng ta mong muốn cho ba gia đình trong ngày tổ chức hôm nay. Xin một lần nữa kính chúc và xin kính chúc, xin cảm ơn. Đó là chúng con xin được trân trọng cảm ơn cha Jose rất nhiều ạ. Một bài hát rất là tuyệt vời, gói gọn tất cả những lời chúc cho tất cả cặp đôi, ba cặp đôi của anh chị của chúng ta trong chương trình lễ kỷ niệm ngày hôm nay ạ. Xin phép các cha, các thầy, tất cả tập đoàn và mọi chồng của anh xin hát bài cho nó khi thế. Thank you.
We'll be right back.
chúng ta quen bên gia đình. Ngồi lâu em đó, anh dẫn em về tình yêu. Vâng, kính thưa quý vị và
sau ca khúc Lá Thư Trần Thế của cha Giuse để chúng con cùng tiếp tục kính mời các quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục trở lên sân khấu để cùng gửi tặng các cặp đôi ngày hôm nay những món quà, những lời chúc mừng thành công và những món quà âm nhạc. Và xin phép một lần nữa cảm ơn sự diện được mạnh của tất cả các quý vị rất nhiều. Lạy Chúa, con là linh trợ ngoài biển. Vì sao thầy phố xa quá mới về? Đêm nay ngôi hai trời xuống, ánh sao lung linh lấy màu. Còn tiếng hòa châu soi tiếng đầu. Lạy Chúa, con là thiếu phụ điện về. Vì cha thần linh con biết ra đi. Hai ba năm chưa thỏa chí, hết thu qua chân hội sáng nhà. Oh,
chương trình tiết mục cho cái ngày vui của các anh các chị ngày hôm nay. Xin được kính mời chị MC.